Hôm nay Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng có buổi gặp gỡ các nghệ sĩ nhiếp ảnh được giải thưởng và có ảnh triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2022 lần thứ 24. Đây là bộ huân chương cũng như là ảnh triển lãm. Bao nhiêu đấy, không phải nói gì ăn gì lắm đó.
Hôm nay cũng rất là vinh dự các bạn, mình cũng là một trong các tác giả bức ảnh triển lãm cuộc thi ảnh sông Hồng. Và hôm nay là một buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các nghệ sĩ được giải cũng như được ảnh triển lãm. Hôm nay thực sự rất vui.